Xin chào, em sẽ chỉ cho mọi người cách nào để đẹp trai. Chỉ là suy nghĩ riêng của em, nên là không còn gì để nói nữa. Let's go. Đẹp trai đầu tiên không phải là có gương mặt đẹp, mà đầu tiên phải là ăn mặc đẹp. Thứ hai, phải có đam mê với một loại nhạc cụ nào đó. Tôi vẫn hay mộng mơ về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu buồn bề lo âu, đường tôi đau vực sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buồn lơi vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi, và tôi đi.